Kiều Ngọc muốn hỏi tất cả các bạn đó là theo như các bạn đó, thành công nghĩa là như thế nào? Chúng ta có thể cùng chia sẻ một tí xíu không? Kiều Ngọc rất là muốn nghe anh chị em và các bạn nghĩ sao? Như thế nào là thành công? Hello Tina. Dạ, hello anh Võ Văn Tứ Hải. Hay là em Võ Văn Tứ Hải? Dạ, chào cô anh Thư. Chào Jason. Không biết là các cô, các chú, anh chị ở ngoài đó có thể ai chia sẻ. Hello Ốc An. Hello Thoại Mỹ em. Anh chị em và các bạn ai có thể chia sẻ cho Kiều Ngọc biết. Dạ, em khỏe, cảm ơn anh Jason. Dạ, cô anh Thư. Các bạn ai có thể chia sẻ cho Kiều Ngọc biết là thành công đối với các bạn, Thoại Mỹ đi. Hello em, thành công nghĩa là như thế nào? Hello. Hello Dr. Sun, how are you? Thank you for watching. Hello anh Kenny, hello Hun. Hello chị Hoàng Lan. Anh chị em từ nãy giờ cứ chào, nhưng mà anh chị em có thể chia sẻ cho Kiều Ngọc biết là như thế nào là thành công không? Anh chị em nghĩ là thành công nghĩa là như thế nào? Hello Tứ Hải, em còn nhỏ tuổi hả? Thành công là làm những gì mình thích và có thu nhập cao một chút. Đó cũng là một sự thành công. Mong gặp chị ở Osaka lần nữa. Hello Jason, hello. Dạ, chị Hoàng Lan có thể cho em biết là... Dạ, em chào anh thân chụp ái. Hello Kenny. Anh chị em có thể cho Kiều Ngọc biết thành công nghĩa là như thế nào không? Là bởi vì có một số các bạn lúc nãy đã có một bạn nói là thành công là có thu nhập cao một chút, có sự nghiệp ổn định. Hello Thế Cường. Hello anh James. Chào Kiều Ngọc. Hello Duy Tân, Vincent. Cảm ơn Vincent rất là nhiều, trong thời gian qua cũng hay theo dõi tất cả những cái bài vở của Kiều Ngọc và cũng có share những bài vở của Kiều Ngọc. Anh chị em cho Kiều Ngọc biết đi, thành công nghĩa là như thế nào? Ngoài vấn đề có được một sự nghiệp tốt và có một mức lương ổn định cho cuộc sống. Cảm ơn Jason, cũng rất vui được gặp Jason trên đây. Hello Hiển. Vậy thì anh chị em, hello Dr. Sun. Anh chị em, Kiều Ngọc nghĩ là Kiều Ngọc nhận thấy đó, sao em Ốc An nói là thành công với em là những mục đích, nguyện vọng, mong muốn của mình trở thành hiện thực. Anh chị em biết không là... Hello Phương Trinh, hello em. Phương Trinh cũng rất là dễ thương, cảm ơn em. Anh chị và các bạn biết không, hồi lúc còn là sinh viên đó, Kiều Ngọc nhìn thấy có những các anh chị họ rất là thành công. Họ thành công bởi vì lúc đó đó, trong mắt Kiều Ngọc đó, nhìn thấy rằng là họ đã tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư nè, và trở thành bác sĩ, và họ có nhà cao cửa rộng, họ có nhà cửa, có xe cộ, và hầu như là cuộc sống của họ mỗi một năm họ đi du lịch 2-3 lần. Lúc đó trong mắt Kiều Ngọc, lúc mà còn là sinh viên đó, Kiều Ngọc thấy rằng như vậy là thành công. Và Kiều Ngọc mơ ước là sau này khi mà mình tốt nghiệp, mình cũng sẽ có một công ăn việc làm vững chắc, và mình cũng sẽ có được đầy đủ những cái nhu cầu vật chất như vậy. Sau khi mà Kiều Ngọc tốt nghiệp thì anh chị em, một số các bạn cũng biết rằng là... Dạ, em chào anh Túng. Chào Mùi Kiều Ngọc. Cảm ơn anh. Ước gì lúc nào em cũng làm được mùi mũi của anh Túng. Thì sau khi mà Kiều Ngọc tốt nghiệp ngành luật, và Kiều Ngọc cũng cố gắng đi tìm việc khắp nơi. Cuối cùng thì Kiều Ngọc đã tìm được một công việc rất là tốt ở trong chính phủ. Kiều Ngọc làm hành luật ở trong đó cũng được khoảng chừng 3-4 năm. Và lúc đó Kiều Ngọc làm về luật hình sự, làm về luật gia đình, và làm về
số các ngành luật như về thương mại. Lúc đó lương bổng của Kiều Ngọc cũng rất là ổn định và rất là tốt. Sau đó thì cách đây 5-6 năm về trước đó thì Kiều Ngọc mới tự mình ra thành lập một cái công ty luật riêng. Hiện giờ thì Kiều Ngọc cũng có hai chi nhánh văn phòng tại tiểu bang Nam Úc. Nhưng mà mặc dù là cuộc sống rất là tốt đẹp, Kiều Ngọc có một mái ấm gia đình hạnh phúc và có công ăn việc làm tương đối là thành công. Nhưng mà tận trong sâu thẳm đó, thì luôn luôn cảm thấy có một cái gì đó thiếu vắng, có một cái sự trống rỗng, mênh mông. Và cho tới một ngày nọ đó, thì Kiều Ngọc mà hiếm khi dở ra đọc báo. Thì tự nhiên có một ngày nọ Kiều Ngọc dở ra một tờ báo và thấy được những cái hình ảnh ở quê hương Việt Nam của mình. Thấy những người dân oan họ đi kêu oan khắp nơi ở trên nẻo đường đất nước. Và lúc đó Kiều Ngọc mới thấy có những cái bất công đang xảy ra trên quê hương. Nó vẫn còn tồn tại ở đó. Thì tự nhiên lúc đó Kiều Ngọc mới nhận thấy rằng là có lẽ là cái lý do yếu tố lớn nhất trong cuộc đời của mình là trong thời gian qua đó mình chỉ biết sống cho mình và mình không có biết đến, mình aware những chuyện chung quanh mình. Mình không biết rằng là bên cạnh sự thành công vật chất của mình còn có rất nhiều người họ đang đau khổ, họ khốn khổ và họ đang chờ đợi những bàn tay đóng góp và biết cho đi của mình. Thế là từ đó trở đi Kiều Ngọc mới bắt đầu đi tìm hiểu ơn gọi của mình một cách sâu sắc hơn. Mặc dù trước đó lúc còn là sinh viên, Kiều Ngọc cũng đã thấy được nhiều những cái sự bất công ở trong nước rồi. Cách đây mấy năm về trước đó, Kiều Ngọc có đọc được một câu chuyện mà có lẽ cái câu chuyện đó nó cũng đánh động và nó làm thay đổi cuộc đời của Kiều Ngọc nhiều lắm. Các bạn có biết là giải Nobel Hòa Bình đó xuất xứ từ đâu và nó bắt đầu như thế nào không? Kiều Ngọc xin chia sẻ với lại các bạn, nếu mà các bạn chưa nghe về giải Nobel Hòa Bình nó xuất phát như thế nào. Anh chị em có biết là vào năm 1988, vào một buổi sáng nọ đó, thì ông Alfred Nobel, ông thức giấc trong một cơn sửng sốt bàng hoàng, là bởi vì tất cả truyền thông tin tức đều nói về cái chết của một nhà quân dân kinh doanh giàu có nổi tiếng là vua Chất Nổ. Thì lúc đó ông Alfred Nobel, ông là người sáng chế ra tất cả những cái chất nổ. Thì thật ra đó chỉ là một cái sự nhầm lẫn, là bởi vì có một ký giả nào đó đã nhầm lẫn cái chết của người anh của ông Alfred với cái chết của ông Alfred Nobel. Thì thật ra đó cũng là một cái dịp rất là tốt để cho ông Alfred, qua cái sự nhầm lẫn đó thì ông rất là muốn biết là thế gian và trong mắt của con người ta đó nghĩ như thế nào về cái chết của ông và về cuộc đời của ông. Tường Lê nói là tiếng âm thanh nhỏ quá hả? Vậy anh chị em và các bạn chờ tí xíu nha, để Kiều Ngọc thử bỏ cái headset lên coi nó có rõ hơn hay không. Cái này hả? To quá. Anh cho em cái kia đi. Anh chị em các bạn biết không là bây giờ là coi như là 11, gần 11 giờ đêm rồi. Tướng công của Kiều Ngọc, anh đang ngồi ở đây uống cà phê để chờ Kiều Ngọc nói chuyện với anh chị em và các bạn. Minh Dương nghe rõ hả? Nói nhỏ quá hả? Dạ, anh chị em các bạn chờ em tí xíu nha, để em thử bỏ cái headset này lên coi nghe nó rõ hơn hay không. Anh thử nha.
Cài cho em nhé. Sao, anh chị em các bạn nghe rõ hơn chưa? Anh chị em và các bạn nhắn gì để cho Kiều Ngọc nghe, cho Kiều Ngọc biết là đã nghe rõ rồi nha. Không nhỏ nghe, không nghe nhỏ. Chào An, chào Đạt. Các bạn nghe rõ hơn rồi ha. Thì để Kiều Ngọc kể tiếp nha. Thì sau khi mà ông, vì người ta hiểu lầm là cái chết của người anh của Alfred chính là ông, thành thử ra là tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về cái chết của nhà vua chất nổ. Và họ chỉ bàn đến là một người nhà kinh doanh giàu có đã hái ra được biết bao nhiêu tiền trên những cái chết của người khác. Thì khi mà ông nghe ra được điều đó đó, thì ông mới bừng tỉnh. Và lúc đó ông mới nhận thấy rằng là suốt cả cuộc đời của mình đã cố gắng biết bao nhiêu nỗ lực để mà mình nghĩ rằng là mình sẽ phá ngăn được tất cả những cái rào cản của ý thức hệ và của con người. Nhưng mà cuối cùng thì ra là khi mình chết đi đó, thì người đời họ chỉ nghĩ đến là ông ta chỉ là một nhà kinh doanh hái ra tiền từ trên những cái chết của người ta. Cuối cùng ông mới đưa đến một cái quyết định rằng là ông sẽ viết một cái di chúc. Và ông muốn cho người ta biết được là cái lý tưởng sống và mục đích của ông ta đó là không phải là ông chỉ biết làm giàu lên trên cái chết của người khác. Và cuối cùng ông đã viết lại một cái di chúc, đó là sau khi ông chết, tất cả những cái tài sản của ông đó sẽ được đi vào một cái quỹ, gọi là cái quỹ mà bây giờ anh chị em và các bạn đều biết, đó là quỹ của cái giải Nobel Hòa Bình. Có nghĩa rằng ông muốn để lại tất cả tài sản của ông để cống hiến cho nhân loại, cho tất cả những ai mà kiến tạo sự hòa bình. Đó là cái ý nghĩa và mục đích của cuộc sống mà ông muốn đeo đuổi. Và anh chị em các bạn biết không, qua cái câu chuyện có thật đó đó, thì nó đã củng cố thêm cái niềm tin cho Kiều Ngọc đó, là trong cuộc đời của chúng ta đó, thành công đó không có nghĩa rằng là trở thành một bác sĩ, hay là một luật sư, hay là một người kỹ sư, hay là một nhà kinh doanh giàu có. Thật ra tất cả những thứ đó nó chỉ là một phương tiện để chúng ta có thể đeo đuổi một cái lý tưởng sống cao hơn, một cái ý nghĩa tốt đẹp hơn cho tha nhân. Đối với Kiều Ngọc đó, thành công thực sự đó là khi mình nhìn thấy chung quanh mình đó, mọi người đều thành công, mọi người đều hạnh phúc, và mình không có nhìn thấy những cái khổ đau trước mắt. Kiều Ngọc nghĩ rằng đó là cái sự thành công ý nghĩa nhất đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Sau cái chương trình ngày hôm nay trở đi đó, thì lẽ dĩ nhiên là Kiều Ngọc sẽ đi vào cái thực tế là trong cuộc sống mình cần phải đạt được đến một cái mức độ nào đó để chúng ta có thể thể hiện bản thân, để đeo đuổi những cái lý tưởng cao đẹp hơn. Đó, bởi vì anh chị em và các bạn cũng biết đó là thực tế đó là chúng ta có câu là có thực mới vượt được đạo. Thì lẽ dĩ nhiên chúng ta cũng phải tự biết chăm sóc cho bản thân, chúng ta cũng phải có miếng ăn và đủ sống, và chúng ta nếu tốt hơn nữa, chúng ta phải dư dả, thì chúng ta mới có thể cho đi được nhiều hơn. Nhưng mà trước đó đó, thì Kiều Ngọc muốn nói đến là con người của chúng ta đó, chúng ta phải tìm ra một cái điểm nào mà cho dù cuộc đời, thời gian, trong mọi hoàn cảnh nó có qua đi, và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, con người chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Thì chúng ta phải tìm cái điểm đó để chi? Để mà cũng giống như là chúng ta, giống như anh chị em biết á, là một chiếc thuyền khi mà nó ra khơi rồi đó, thì khi mà nó muốn cập bến đó, thì nó cần có một cái neo để mà nó cập vào bờ, để cho chiếc thuyền đó không có bị trôi mất đi. Thì con người của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tìm xem cái điểm nào mà chúng ta có, cái niềm tin nào mà chúng ta mơ ước, và chúng ta phải nắm chặt vào nó, để sau này đó, dù đường đời trong bất cứ hoàn cảnh nào đó,
chúng ta cũng không tự bán rẻ chính bản thân của mình. Chúng ta phải có một cái niềm tin, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không bao giờ thay đổi cái lập trường và cái niềm tin đó của chúng ta. Và cái lập trường đó chính là tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, tôi muốn sống một cuộc đời biết cho đi, và tôi muốn sống một cuộc sống công bình và bác ái, chính trực. Và dù trong mọi hoàn cảnh đó, nếu mà mình có vững cái niềm tin đó đó, thì mình sẽ biết cách để mà mình đối phó, mình trả lời cho bất cứ những ai đang thử thách mình trong cuộc sống. Thì đó là cái điều mà Kiều Ngọc muốn chia sẻ với anh chị em. Lệ Dĩ Nhiên, một trong những điểm mà có lẽ nếu anh chị em và các bạn thường xuyên theo dõi những cái buổi nói chuyện của Kiều Ngọc đó, thì Kiều Ngọc thường hay nói về đề tài yêu thương đó. Đối với Kiều Ngọc đó, yêu thương là tất cả. Chỉ cần bạn biết yêu thương, không có điều gì mà bạn không thể nào làm được. Khi mà bạn đi ra ngoài đường, hay là bạn nói chuyện với lại một người chủ, bạn nói chuyện với một người bạn, bạn nói chuyện với thầy cô, bạn nói chuyện với lại cha mẹ, bạn nói chuyện với một người, dù là một người ăn xin ở ngoài đường, dù là một câu chào hỏi, nhưng mà bạn luôn luôn đối xử với họ như là một con người. Họ cũng có tình cảm, biết yêu thương, biết buồn, biết giận và biết cảm thương giống như bạn đó, thì tự nhiên đó, cái nhìn cuộc sống của bạn nó sẽ rất khác. Và từ đó trở đi đó, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy rằng là cái gì cũng có thể giải quyết được hết, cái gì mình cũng có thể cảm thông, nhìn theo khía cạnh của người khác. Xin chào chị chị Hà Quyên, Phương Trinh. Bây giờ đó, Kiều Ngọc muốn trao đổi với anh chị em thêm, nhưng mà mình cần phải trao đổi, nói chuyện với nhau, thay vì Kiều Ngọc chỉ có nói một chiều. Với lại đây là lần đầu tiên Kiều Ngọc livestream, thành thử ra cũng rung lắm. Thành thử ra xin anh chị em và các bạn cùng trao đổi với Kiều Ngọc cho Kiều Ngọc tự nhiên thoải mái hơn. Đang rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn em. Bây giờ đang anh chị em. Hello Bích Quân, tối nay em thức khuya quá hả? Tom Vũ, hello Tom Vũ, giữ gìn sức khỏe. Chị cảm ơn em cũng vậy nha. Anh chị em trong lúc đang chờ đợi, tại vì cái mục đích của cái livestream này đó là bởi vì Kiều Ngọc muốn được trao đổi với các bạn nhiều hơn là Kiều Ngọc chỉ có nói một mình. Thành thử ra là anh chị em và các bạn bắt đầu cho ý kiến đi, sau đó mình chia sẻ, trao đổi với nhau. Chào anh Lê Công Minh. Anh chị em và các bạn biết không, bình thường Kiều Ngọc đi đây đi đó nói chuyện thuyết trình á, thấy tự nhiên thoải mái, dễ chịu hơn. Lần đầu tiên Kiều Ngọc livestream tự nhiên chỉ thấy mình với mình nói chuyện thôi đó, thì lại cảm thấy rất là mắc cỡ. Trong lúc chờ đợi anh chị em và các bạn lên để góp ý đó, bây giờ người chết ở Việt Nam cũng phải đóng thuế. Việt Nam càng ngày càng vui mà. Cho đi là đỉnh. Ý nghĩa về sự thành công, có rất là nhiều chuyện Kiều Ngọc muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn. Tại sao tự nhiên Kiều Ngọc lại có những cái ý tưởng đó? Cảm ơn anh Steak ha. Dạ đúng, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Anh chị em biết không, lúc lúc mà Kiều Ngọc 21 tuổi đó, Kiều Ngọc có dịp về Việt Nam mà Kiều Ngọc cũng đã chia sẻ một lần trong một cái buổi thuyết trình. Lúc đó Kiều Ngọc về Việt Nam theo các master đi làm việc từ thiện, dạy học cho các trẻ em khuyết tật ở Pleiku. Và Kiều Ngọc theo các sơ đi đến những làng cùi, trại cùi, để cùng các sơ giúp lau chùi những cái vết thương cho những người cùi. Và
Cái cảm giác của Kiều Ngọc lúc đó đó, tới bây giờ Kiều Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ. Mỗi lần nhắc đến đó, Kiều Ngọc vẫn còn cảm thấy muốn nổi da gà. Bởi vì thực sự cái cảm giác của Kiều Ngọc lúc đó đó rất là sợ hãi. Bởi vì rất là nhiều người từng nói với Kiều Ngọc là bệnh cùi đó có thể rất là dễ lây lan, có thể làm chết người. Bây giờ thì Kiều Ngọc mới hiểu rằng là thật ra cái chuyện mà lây lan đó, nó không có dễ như vậy nữa. Nhưng mà lúc đó mình còn 20-21, cho nên là mình cũng còn ngây thơ lắm, cũng còn sợ lắm. Thì lúc đó Kiều Ngọc trước khi đến cái làng cùi đó, cái nỗi sợ hãi đó nó làm cho mình không còn biết gì nữa. Lúc đó mình chỉ muốn chạy trốn và không có dám bước xuống xe. Đã tới cái làng cùi rồi đó mà vẫn sợ kinh hoàng, không có dám bước xuống xe. Nhưng mà khi mà nhìn qua cửa sổ, mình thấy có những trẻ em thơ mà được sinh ra ở trong trại cùi và nó không hề biết thế giới ở bên ngoài, được đi học, được có một cái cuộc sống hít thở bầu không khí tự do để đeo đuổi tất cả những cái ước mơ của mình như thế nào đó. Thì lúc đó đó mình mới cảm thấy rằng là mình may mắn như thế nào. Lúc đó mình mới cảm nhận được là tại sao giữa con người với nhau mà lại có một cái sự khác biệt lớn lao như vậy. Tự nhiên ngay lúc đó mình mới thấy rằng là cuộc đời của mình, nếu như giả sử mình chỉ có hạnh phúc cho riêng mình, thành công nó cũng chỉ đến với mình thôi, mà chung quanh tất cả mọi người không có được như mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là chẳng có cái gì là có ý nghĩa, không có gì là hạnh phúc đâu. Và khi mà Kiều Ngọc đến một cái hòn đảo gọi là hòn đảo Koh Kra ở Thái Lan, khi mà mình đến đó đó, mình nghe được những cái câu chuyện mà ông bà và anh chị em của mình sau năm 75 để chạy trốn chế độ Cộng sản Việt Nam, để đi đến một đất nước để tìm tự do đó, mà họ đã phải bỏ tánh mạng của họ và bỏ tất cả những cái ước mơ lý tưởng đằng sau lưng đó, và bỏ sát nơi rừng núi hoang sơ hoặc là ở những cái hòn đảo mà không ai biết đến họ đó. Thì mình mới thấy là cái giá trị đó để đi tìm tự do đó, nó hơn cả cái việc mà con người mình chỉ nghĩ tới thành công trong cuộc sống là có được công ăn việc làm và tiền của nữa. Thì Ngọc chỉ muốn chia sẻ với lại các bạn, nhất là các em ở trong nước đó, là mặc dù biết rằng hoàn cảnh của các bạn và các em hiện giờ đang là khó khăn về vấn đề kinh tế, về cái cảnh mà mình không giờ thoát ra được cái nghèo của từ thế hệ này tới qua thế hệ khác. Phương Trinh, động lực nào giúp chị mạnh mẽ như thế hả? Động lực nào giúp chị mạnh mẽ như thế? Chắc có lẽ là Phương Trinh, em cũng theo dõi chị một thời gian trong những tháng qua đó. Có những việc mình làm đó, chắc em cũng biết là con người mình không ai hoàn hảo hết, cuộc sống không hoàn hảo. Chính vì cuộc sống không hoàn hảo và con người của chúng ta không bao giờ là hoàn hảo, chính cái ở điểm đó đó, nó đã giúp cho con người chúng ta đi tìm một cái lý tưởng hoàn hảo, và mình luôn luôn mình tự cải thiện bản thân mình hơn. Nhờ tất cả những cái khó khăn, những cái chỉ trích, nhưng nếu như mà mình cố gắng hoàn thiện cho mình tốt hơn, và có một cái điểm chính đó là mình không bao giờ cảm thấy mình làm những cái việc gì thẹn và trái với lương tâm của mình đó, thì mình sẽ thấy rằng là cuộc sống có ý nghĩa và đáng cho mình tiếp tục đứng lên và đi tới lắm. Chị thấy rằng đó là nếu như tới giây phút cuối cùng á, ngay ở giường bệnh của mình đó, thay vì mình phải ân hận những điều mà mình đã làm đó, thì mình đáng lý ra đó mình phải ân hận
với những việc mà mình đã chưa bao giờ dám làm và chưa bao giờ dám thử. Chị thấy như vậy đó, thì cái nhìn như vậy nó hay hơn ha. Mình tất cả mọi thứ mình đều phải làm và mình phải thử, dù có thất bại, nhưng mà cái thất bại đó nó là một cái bước tiến để cho mình đi đến thành công, chứ mình đừng bao giờ sợ là mình bị vấp phải. Cái mạnh mẽ và cái động lực lớn nhất của chị đó là chị nghĩ rằng là chị chị không có sợ khổ, chị không có sợ vấp ngã. Cái mà chị sợ nhất đó là chị sẽ trở thành một con người vô dụng, không sống, không còn điều gì hữu ích cho đất nước nữa, cho xã hội và cho con người. Chị nghĩ cái đó là nỗi sợ nhất của chị. Ngoài ra không có điều gì mà chị cảm thấy chị sợ hết. Có lẽ cái đó là cái động lực lớn nhất của chị, là chị muốn trở thành một con người hữu dụng cho xã hội, cho giáo hội và cho con người và cho đất nước. Và tất cả mọi thứ đó đều dựa trên nền tảng là chị yêu thương dân tộc của mình, chị yêu con người Việt Nam, chị không muốn thấy dân của mình khổ, chị tự hào là người Việt Nam và chị không có muốn nhìn thấy đất nước của mình bị mất đi. Chị không muốn thấy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam của chúng ta dần dần bị mai một và không còn nữa. Có dịp em về Việt Nam đến trại cùi Quỳnh Lập, Nghệ An thì nhìn họ sẽ khóc luôn, họ đau và la liệt tội cho họ. Em An ở Nghệ An hả em? Từ nãy giờ em livestream được nửa tiếng chứ anh? Đã quá nửa tiếng rồi phải không? Bao nhiêu? À, 29 phút. Rồi. Tại vì cảm ơn em, cảm ơn chị, chúc chị luôn như thế và em được đón chị ở Việt Nam, luôn xin được đồng hành cùng chị. Cảm ơn Phương Trinh. Chị thấy Phương Trinh em cũng rất là mạnh mẽ, chị cũng rất là ngưỡng mộ em. Cố gắng lên nha Trinh. Chào người đẹp có dòng máu Việt, có dòng máu con sông cháu tiên. Thực ra thì Kiều Ngọc rất là cảm ơn anh chị em và các bạn. Mỗi lần mà Kiều Ngọc post cái gì lên đó, anh chị em thường hay khen là Kiều Ngọc dễ thương hay xinh đẹp, hay là đưa Kiều Ngọc lên những cái danh từ rất là đẹp như là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, hay là hình ảnh của Trinh Chắc Trinh Nhị. Anh chị em và các bạn cũng biết rằng là thường mỗi lần có những cái comment như vậy đó thì dạ thưa Kiều Ngọc rất là vui, nhưng mà anh chị em và các bạn để ý là Kiều Ngọc ít có trả lời những cái comments đó, hoặc là khi mà Kiều Ngọc bấm like hay là bấm thích đó, thì ý của Kiều Ngọc là cảm ơn anh chị em, tấm lòng của anh chị em đã khen ngợi, và Kiều Ngọc like là bởi vì Kiều Ngọc xác nhận là Kiều Ngọc đã đọc cái comments đó, và cảm ơn anh chị em đã góp ý trong những cái bài của Kiều Ngọc. Nhưng mà thực ra bản thân của Kiều Ngọc cảm thấy rằng là mình không có xứng đáng với lại những cái lời khen ngợi đó. Bởi vì bye bye em Bích Cuông, em ngủ sớm đi em. Cảm ơn em. Kiều Ngọc cảm thấy rằng là mình không có xứng đáng với lại những cái lời khen đó. Bởi vì anh chị em biết rằng là các anh chị em, những người trẻ đấu tranh ở trong nước đó, họ phải hy sinh tánh mạng, tự do của họ. Còn đối với Kiều Ngọc đó, tất cả những cái hy sinh này là những cái hy sinh nhỏ nhoi, không có đáng kể. Và tất cả những việc Kiều Ngọc làm đó, đó là mình chỉ đóng góp một cái phần sức mọn của mình. Và cái đó là cái bổn phận trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Mình có nhiều mình cho đi nhiều, mình có ít mình cho đi ít. Chứ nó không có phải là một cái gì nó quá lớn lao hay là vĩ đại mà anh chị em và các bạn cần phải ca tụng Kiều Ngọc hay là bất cứ ai. Kiều Ngọc nghĩ rằng là tất cả những cái điều đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải làm, trách nhiệm của chúng ta cần phải làm. Cho nên là xin cảm ơn anh chị em thật nhiều, nhưng mà những cái lời khen đó thì thật sự là Kiều Ngọc không có đáng được nhận lãnh.
Chào em, anh gặp em trên Face đã nhiều nhưng anh vẫn chưa biết em đến từ chỗ tổ chức nào. Dạ vâng, cảm ơn cô anh Thư. Dạ vâng, anh nào đã hỏi là Kiều Ngọc đến từ tổ chức nào? Dạ thưa anh, Kiều Ngọc là thành viên, cũng là một trong những sáng lập viên của tổ chức phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Tổ chức phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền đã được thành lập cách đây cũng được 2 năm. Đây là một cái phong trào, mục đích của cái phong trào này để dấy lên cái tinh thần yêu nước, trách nhiệm của những người trẻ đối với lại quê hương dân tộc Việt Nam trước cái nạn mà ngoại bang đang là xâm lấn. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái ý đồ của Trung Cộng luôn luôn là dèm ngó đến đất nước Việt Nam của mình, và họ chưa bao giờ bỏ ý đồ thôn tính đất nước. Và đất nước Việt Nam của chúng ta, mình cũng thấy rõ là cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Cộng thao túng, và họ đã làm cho người dân rất là đau khổ trong những cái nạn mà phá hủy môi trường và cướp đất. Thì phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền trong thời gian qua, Kiều Ngọc đi khắp nơi để mà giúp các bạn trẻ nhận ra được cái tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, để mà kêu gọi các bạn đứng lên để mà gióng lên cái tiếng nói, giúp cho giới trẻ ý thức và thức tỉnh, và cùng đóng góp trong cái công cuộc đấu tranh để cho đất nước của chúng ta có được dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Xin chào Kiều Ngọc, anh ủng hộ em. Dạ, cảm ơn anh. Anh chị em, hôm nay đó thì Kiều Ngọc rất là lọng cộng, bởi vì không có nói chuyện được với lại khán giả mà cứ nhìn thấy hình mình thôi thì thấy cũng ngộ ngộ lắm. Hy vọng là trong những kỳ livestream sau đó thì Kiều Ngọc sẽ thoải mái và tự nhiên hơn, và sẽ trao đổi được với các bạn nhiều hơn. Chào anh Nguyễn Xuân Dũng, chào buổi tối Kiều Ngọc. Dạ, bên em là cũng 11 giờ đêm, hơn 11 giờ đêm, gần 12 giờ đêm rồi. Hello Tùng. Kiều Ngọc đang livestream ở đâu hả? Kiều Ngọc đang livestream ở một cái tiệm McDonald's ở tiểu bang Nam Úc. Theo Kiều Ngọc thì Trung Cộng thao túng Việt Nam bao nhiêu phần trăm hả? Coi bộ con số rất là cao ạ. Các bạn có thấy có bao giờ đi biểu tình Formosa cá sống cá chết, lên án Trung Cộng mà thấy Cộng sản Việt Nam có bao giờ hỗ trợ mình không, hay là họ chỉ đưa công an ra đàn áp dân chúng không thôi? Dạ, Anna Huỳnh, tên là tên của phụ nữ nhưng mà em không biết là anh hay chị. Dạ chị, em cảm ơn chị Anna. Dạ Lily bình an, đó là điều thành công đó em, không bỏ cuộc dù gặp trở ngại vẫn đi đến đích. Em cảm ơn chị Hoàng Lan. Trên hành trình của em đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mà em cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã hỗ trợ và thương mến em. Thật ra đó, mình làm chuyện công, mình vì đất nước thì không bao giờ nên phàn nàn là mình cô đơn hay là mình buồn hay là vui hay là cái gì. Kiều Ngọc nghĩ rằng là dường như đã mấy năm qua rồi, Kiều Ngọc không có biết cảm giác vui buồn cá nhân là như thế nào nữa. Không phải vì cuộc sống của mình không có ý nghĩa đâu, rất là có ý nghĩa. Nhưng mà Kiều Ngọc coi nhẹ cái nỗi vui và nỗi buồn riêng của mình lắm. Kiều Ngọc nghĩ rằng là trước tình hình nguy biến của đất nước đó, cái cảm giác hay vui buồn cá nhân đó, đó là cái chuyện mà Kiều Ngọc nghĩ rằng là những món hàng xa xỉ phẩm. Kiều Ngọc nghĩ như vậy đó. Kiều Ngọc cảm thấy rằng là cái nỗi vui và nỗi buồn riêng của mình phải nên tạm gác qua một bên. Em nghĩ sao về Việt Nam khi năm 2020 gần kề? Cái tiêu cực đó là cái khả năng đó mà Cộng sản Việt Nam đó đã
ký kết và bán nước cho Trung Cộng rồi đó, dâng đất cho Trung Cộng đó. Khả năng đó rất là cao. Khi mà mình đọc những cái tài liệu về mật ước Thành Đô vân vân đó, sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là đau lòng và cảm thấy tương lai đất nước rất là mù mịt và tăm tối. Tuy nhiên em vẫn tin rằng là trong mọi thời đại đó, trong lịch sử, chiều dài lịch sử Việt Nam cũng cho thấy trong mọi thời đại đều có những anh hùng kiệt xuất. Thì chúng ta hãy tin rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn còn những tinh hoa của đất nước, và chúng ta không thể nào bỏ cuộc. Tất cả mỗi người dân của chúng ta đều có thể là một chiến sĩ can đảm, cuộc cường. Anh chị em và các bạn phải cố gắng lên. Em Ngọc không cô đơn đâu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Anh chị em, Kiều Ngọc ráng ở lại đây thêm 5 phút nữa. Anh chị em có điều gì muốn chia sẻ với Kiều Ngọc, Kiều Ngọc sẽ nói luôn. Đau lòng lắm. Phải tự tin lên em, chị lúc nào cũng ủng hộ em. Em cảm ơn chị Anna. Đất nước này là của người dân Việt Nam. Cộng sản lấy tư cách gì mà bán nước chị? Không ai dám nói tôi không có tội. Mong em hãy xin lỗi anh chị. Nhiều khi đọc đi comment nhanh quá, Kiều Ngọc đọc không hết. Đường đi không khó nhưng không khó nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đừng nản lòng. Dạ. Mong linh hồn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người nạn nhân của Cộng sản sẽ phù hộ cho dân tộc Việt Nam hồi sinh. Đan Nguyễn, em viết hay quá. Em là luật sư, em nói luật đánh phá thương dân Việt Nam thì em không vui. Dạ. Anna Quỳnh Cưng. Bây giờ vài phút nữa Kiều Ngọc sẽ đi. Anh chị em và các bạn có thể cho Kiều Ngọc biết là anh chị em nghĩ rằng nền tảng của thành công là như thế nào không? Nền tảng của thành công là gì? Cảm ơn các Ngọc Thúy. Thật ra hôm nay là Kiều Ngọc lên đây livestream mục đích là Kiều Ngọc cũng cố gắng tránh không có nói nhiều về hiện tình chính trị của đất nước. Kiều Ngọc cũng muốn nói cái gì đó nhẹ nhẹ cho các bạn trẻ ở trong nước. Nhưng mà Kiều Ngọc cũng rất là vui là cuối cùng là anh chị em và các bạn mà luôn luôn quan tâm đến tình hình đất nước lại lên trên đây xem nhiều nhất. Cho nên cuối cùng thì mình không có bàn nhiều về vấn đề thành công bằng vấn đề tình hình đất nước hiện nay. Mong em hãy livestream nhiều em nhé. Dạ. Em cố gắng, em cũng đang là nói kiên trì phục vụ sẽ thành công. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị Bùi Minh Hiếu. Dạ. Lúc nãy dường như là Kiều Ngọc vừa mới thấy có một cái comment gì đó. Mình hãy tin vào Thiên Chúa. Dạ. Dạ. Chào luật sư Trần Kiều Ngọc, tôi vô cùng không dạ, nền tảng của thành công là không lùi bước. Dạ, nền tảng của thành công là không lùi bước. Kiên trì và học hỏi sẽ thành công. Kiên trì và học hỏi sẽ thành công. Đúng, người Việt Nam của chúng ta cũng có câu là việc học như là một dòng, như là một con thuyền trôi ngược theo dòng nước, nếu như mà không tiến ắt sẽ lùi. Nền tảng để thành công là lòng người và hướng đến điều tốt đẹp. Thành công là chúng ta biết chia sẻ. Dạ vâng, rất đúng, thành công là khi chúng ta biết chia sẻ. Anh chị em và các bạn, anh chị em các bạn muốn đề tài livestream của Kiều Ngọc vào tháng sau sẽ là đề tài gì cơ? Anh chị em muốn Kiều Ngọc nói về cái gì? Anh chị em đánh vô đi nha, để cho Kiều Ngọc đọc nha. Thành công là mọi người bên xung quanh ta luôn hạnh phúc. Bích Quân hay quá. Cảm ơn em. Việc thật là luôn luôn tồn tại, tâm đức nhờ ơn phúc, cầu xin Chúa cho Cộng sản sụp đổ.
Nếu cộng sản sụp đổ, tất cả chúng ta, anh em chúng ta đều thành công. Các đề tài về leadership. Về đề tài về thuộc lãnh đạo. Về thuộc lãnh đạo. Đề tài đó rất lớn. Thành công của Kỳ Ngọc là tình yêu nhân loại mạnh mẽ, sự sợ hãi, kêu gọi đoàn kết. Bích Cô muốn nói về đề tài sợ hãi hả em? Kỳ Ngọc nói về mật ước thành đô. Về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và thế giới. Rất là nhiều đề tài anh chị em góp ý ở trong đây. Thế hệ trẻ Việt Nam bị đổi màu. Tôi xin Thiên Chúa muôn loài. Đạo đức về lãnh đạo. Đề tài này rất hấp dẫn. Đạo đức về lãnh đạo. Chủ đề tiếp theo là làm sao để không còn sợ hãi. Sợ hãi lãnh đạo. Anh chị em và các bạn ở đây, từ nãy giờ mình thấy rằng là anh chị em hứng thú về đề tài lãnh đạo, về sợ hãi, mở ước thành đô. Mỗi tuần chị livestream 2-3 lần đi chị. Không, chị mà nói như vậy thì anh chị em và các bạn sẽ chán chết. Anh chị và các bạn còn ai có đề tài nữa không? Đánh thức bản lĩnh chính trị trong mỗi con người. Đây là một đề tài rất là hay. Anh chị em biết rằng đó là trong cái kỳ tham dự hội nghị tại Ấn Độ kỳ vừa rồi đó, Kiều Ngọc cũng có chia sẻ với nhiều các nhà hoạt động trẻ khắp nơi ở trên thế giới đó, là một trong những cái thách thức của giới trẻ Việt Nam mình đó, nhất là ở trong nước đó, là chế độ cộng sản Việt Nam đó, họ đã làm xấu đi hai cái từ chính trị, khiến cho người dân, nhất là giới trẻ, nghĩ rằng là tham gia chính trị là một cái chuyện mà dơ bẩn, là một cái chuyện không nên làm, chỉ có những người xấu xa mới tham dự vào chính trị thôi. Cho nên là cái chế độ nó đã khuyến khích những người trẻ ăn chơi nhiều hơn, nhậu nhẹt nhiều hơn, để rồi và luôn cả những nhà doanh nhân thành công, họ chỉ nghĩ đến làm sao mà họ có thể kiếm được nhiều tiền. Còn vấn đề chính trị chính em á, là cứ giao hết cho nhà nước và đảng lo. Đây là cũng một cái đề tài rất là hấp dẫn. Lý do tại sao mà người dân Việt Nam của chúng ta không có mấy gì quan tâm đến vấn đề chính trị nữa. Và họ cứ nghĩ rằng là khi mà mình nói là mình không biết gì về chính trị, thì họ cho rằng đó là một cái câu nói khôn ngoan, cho thấy rằng là mình có một cái nhìn trung lập và khách quan. Nhưng mà thật sự khi mà bạn nói là tôi không quan tâm gì đến chính trị, thực ra đó chính là một cái câu nói chính trị rồi. Tức là mình đã chọn lựa thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, và mình giao phó tất cả mọi thứ cho nhà nước và đảng lo. Và khi mà mình chấp nhận mà mình nói cái từ là tôi không biết gì chính trị, thì chính mình đã có một cái lập trường chính trị rõ ràng rồi. Lần sau Anna Huỳnh lên nói chuyện với luật sư Trần Kiều Ngọc. Dạ vâng, lần sau rất là mong một trong tất cả anh chị em và các bạn lên livestream với Kiều Ngọc, thì Kiều Ngọc sẽ nói chuyện thoải mái và tự nhiên hơn. Dân trí Việt Nam quá thấp em ạ. Thật ra cũng tội nghiệp người dân của chúng ta ở trong nước. Có nhiều yếu tố mà người dân của chúng ta đã trở nên như vậy. Mật ước thành đô Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền từ ngày nghe chương trình khai dân trí của Lê Sư Phạm, em ném hết ba cái đài báo. Dạ. Hello chị Trinh, sao không có camera vậy em? Camera là sao vậy Đoàn Anh? Khi có tình yêu tha nhân mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Khi có tình yêu của tha nhân. Vậy anh chị em, Kiều Ngọc sẽ hẹn anh chị em và các bạn vào một cái vào dịp sau, tháng sau, Kiều Ngọc sẽ chọn một trong những đề tài mà anh chị em đã chọn ngày hôm nay nhé. Đã gợi ý ngày hôm nay, Kiều Ngọc cố gắng mang lại kiến thức cho giới trẻ hiểu hơn về chính trị. Dạ vâng, chị Thảo Minh để phản biện đó em.
Em đứng sau lưng Kiều Ngọc là em hạnh phúc rồi chị Anh Thư. Chị Anna. Không phải dân trí Việt Nam thấp nhưng vì phải chấp nhận. Kiều Ngọc chuẩn bị đi nè, nhưng mà tự nhiên thấy số anh chị em và các bạn bắt đầu vô nhiều hơn, cho nên cảm thấy có một phần nuối tiếc không nỡ đi. Mong em hy sinh. Cảm ơn bạn đã nghĩ cho người dân Việt Nam. Không nên cảm ơn Kiều Ngọc. Chúng ta là một đại gia đình. Nếu như mà người dân Việt Nam và các bạn không còn nữa, các bạn không còn nói tiếng Việt nữa, đất nước của chúng ta không còn gọi là Việt Nam nữa, thì tên Kiều Ngọc làm sao mà có, con người làm sao Kiều Ngọc có thể nhận là mình là một người Việt Nam nữa. Cho nên tất cả chúng ta đều nương tựa vào nhau mà sống. Chúng ta phải cố gắng lên. Nói chuyện chăm lát chim để ngắm chuyện mà là run sợ chế độ. Có anh chị em nào đang chọc Kiều Ngọc ha. Kiều Ngọc cố gắng là ngồi ăn uống cho người dân hiện tại không em à. Giờ Kiều Ngọc nói xong hết cái ý của mình rồi đó. Anh chị em còn có điều gì trước khi Kiều Ngọc đi không? Rất vui vì có thêm một tiếng nói từ Kiều Ngọc. Cảm ơn bạn Trần Xuân Sinh. Tôi là tên Thánh Bartolomeo. Ông tôi vẫn đức tin tin mãi bên tôi. Cảm ơn anh Phạm Hùng. Kiều Ngọc chưa hiểu lắm, nhưng mà chắc lát nữa livestream xong rồi Kiều Ngọc sẽ đọc lại. Anh chị em hiện giờ ở bên Kiều Ngọc là gần nửa đêm rồi. 11 giờ rưỡi đêm. Anh chị em còn có điều gì muốn chia sẻ với Kiều Ngọc trước khi Kiều Ngọc đi không? Sinh viên nên quan tâm đến đất nước. Luật sư Trần Kiều Ngọc livestream mà không thông báo làm tôi vô không đúng giờ, rất tiếc. Không sao đâu anh. Hôm nay là Kiều Ngọc livestream lần đầu tiên, thành thử ra nói lọng ngọng lắm. Anh chị em cứ từ từ xem lại rồi cho Kiều Ngọc biết ý kiến để lần sau Kiều Ngọc livestream tốt hơn. Kiều Ngọc cũng không biết nữa. Thật ra đó, Kiều Ngọc thấy rằng là thuyết trình thì rất là dễ. Mình đứng trước mấy trăm người, nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt ngó mình đó, mọi người ngáp rồi hay là mọi người chán nhìn cái biết liền là mình phải xoay qua đổi đề tài ngay lập tức. Hoặc là mình phải làm sao cho có bầu khí tí xíu để mà mọi người theo dõi cái buổi nói chuyện của mình trong khi livestream đó, thì tự mình cứ nhìn mình không, mà mình không biết là anh chị em ý kiến mọi người ở ngoài như thế nào, cho nên là khi mà mình không có đọc được ánh mắt và cái cử chỉ và thái độ của người đối diện thì rất là khó để cho mình bắt chuyện. Chị rất cảm kích khi nghe Trần Kiều Ngọc quan tâm đến Việt Nam. Chào Kiều Ngọc và anh Thư nhé, ngủ để mai dậy sớm đi cày. Dạ vâng, em chào chị Anna. Gần 12 giờ đêm rồi. Dạ đúng rồi đó. Xem video của Lisa Phạm. Các chị em livestream Kiều Ngọc rất là khâm phục, nói rất là tự tin và nói rất là mạnh mẽ. Còn riêng Kiều Ngọc là vô cùng lộng cộng. Chúc Kiều Ngọc luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc em buổi tối an lành. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn và anh chị ủng hộ theo dõi cái livestream này của Kiều Ngọc. Lần đầu tiên livestream thấy sao mà nó khó quá. Đề tài next time silence is a crime. Anh chị em và các bạn, sắp sửa tới Kiều Ngọc cũng sẽ livestream với lại bác sĩ Hiệp để nói về vấn đề những cái vấn đề về luật hình sự. Kiều Ngọc có thể chia sẻ với anh chị em là bởi vì tình hình trong nước hiện giờ có những cái vụ kiện cáo hoặc là những người bị bắt bỏ tù mà không có được những cái phiên tòa, ra phiên tòa được xử một cách công bằng, và cái thủ tục điều tra
rất là phải nói là rất là bất công. Sắp sửa tới Kiều Ngọc cũng sẽ livestream với lại bác sĩ Hiệp, thì khi Kiều Ngọc nói chuyện với bác sĩ Hiệp thì sẽ thông báo với anh chị em để các bạn có thể cùng nghe và biết về cái một tí xíu kiến thức về luật hình sự mà Kiều Ngọc biết sẽ chia sẻ với anh chị em. Chúc mừng em lần livestream thành công nhá. Em cảm ơn chị Hà Quyên. Dạ. Rồi anh chị em ơi, giây phút này là giây phút mà nhiều con số được xem là cao nhất, mà bây giờ Kiều Ngọc phải chuẩn bị kết thúc để mình đi. Không nỡ xa các bạn thiệt đó. Đề tài gì Kiều Ngọc? Từ nãy giờ là anh chị em nói là làm sao giúp cho các bạn giới trẻ trong nước quan tâm về vấn đề chính trị, thuộc lãnh đạo, vượt qua sự sợ hãi. Có hôm nay Kiều Ngọc có báo với lại tất cả mọi người là Kiều Ngọc sẽ livestream mà anh chị em và các bạn không theo dõi. Kiều Ngọc nói chơi thôi. Thật ra một số anh chị em có biết chứ, cho nên là Kiều Ngọc xin cảm ơn tất cả các anh chị em mà đã share cái thông báo ngày hôm nay. Khi nào live thông báo nhá. Dạ vâng, em sẽ cố gắng lần sau em sẽ thông báo trước 1-2 ngày. Anh chào em Kiều Ngọc nhé. Dạ vâng, chào anh Minh Trần. Mai mốt chọn giờ thuận tiện nhất cho bà con vậy. Anh chị em và các bạn, vậy chứ mình chọn giờ nào là thuận tiện nhất nếu không phải giờ này? Chú là kangaroo luôn ủng hộ chị luật sư. Trời ơi, chết rồi, sắp sửa chia tay mà tất cả mọi người kéo nhau lên đây coi càng ngày càng đông. Hy vọng Kiều Ngọc livestream, chúc Trần Kiều Ngọc thành công trên bước đường đấu tranh. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị Văn Nguyễn. Mong Kiều Ngọc lên tiếng ủng hộ luật sư Võ An Đôn, một luật sư anh tuyệt, luật sư Võ An Đôn, anh rất tuyệt vời. Trong tương lai sẽ có trên 1.000 người xem. Ok, giờ này vẫn được. Giờ này vẫn được hả anh Phạm Hùng? Giờ này được hả? Rồi, vậy thì em sẽ không thay đổi giờ. Như vậy là anh chị em biết rằng là sắp sửa đó là mùa đông ở đây. Có nghĩa rằng là đó, anh chị em thấy ông Kiều Ngọc đang livestream mà thấy xe ở ngoài đường không? Đây là đường trường nè, bắt đầu đang chạy đi tới nè. Ok, mai mốt Bích Quân ơi, chị sẽ làm vào tối thứ bảy có lý. Anh chị em thấy là xe ngoài đường đang chạy nè, mai mốt. Lý do Kiều Ngọc chọn cái chỗ này, đây là cái chỗ và địa điểm tốt nhất nè. Vừa thấy được ánh đèn sáng, vừa thấy xe đang chạy ngoài đường như thế này nè, có bầu không khí rất là vui và nhộn nhịp. Tới lúc mà mùa đông mình sẽ thấy là phong ba, bão táp, mưa ở ngoài cũng lý thú lắm. Sydney đang 12 giờ khuya, đúng rồi đó Vũ, cảm ơn Vũ. Sao Vũ còn thức khuya quá để mà coi Kiều Ngọc vậy? Cảm ơn Vũ nhiều. Và lần đầu tiên Kiều Ngọc livestream mà được lên tới hơn 160 người vô xem. Đây là một sự thành công, bước đầu thành công quá lớn. Cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn. Mà Kiều Ngọc lần đầu tiên livestream mà nói ngọng quá chừng quá đất luôn à. Hu mới đi làm MC về hả Vũ? Rồi tổ cho kangaroo lại phải thức khuya. Dạ. Không, bây giờ đó là Kiều Ngọc bắt đầu thấy thoải mái hơn chút rồi đó nha. Bây giờ là thấy là vai là đỡ cứng nè. Người thì bắt đầu là thấy nhẹ nhàng dễ chịu hơn rồi. Mà mình phải tới giờ chia tay. Lần sau anh chị share cho bạn bè khi Kiều Ngọc livestream nha. Dạ, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Coi chừng cả âm sát. Chúc Kiều Ngọc sức khỏe bình an. Dạ, cảm ơn sống sự thật. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho bạn để phục vụ quê hương. Điều đó rất cần. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc em Kiều Ngọc luôn thành công. Giọng nghe dễ thương lắm. Cảm ơn anh Trần Đình Hoàng. Anh chị em, nếu mà chúc Kiều Ngọc thành công chi bằng chúc cho tất cả chúng ta vững tiến, thành công. Và thành công của chúng ta là thành công chung. Đó là sự thành công khi thấy đất nước của chúng ta có được sự tự do và dân chủ, nhân quyền. Ngày đó là cái ngày hòa bình thật sự của đất nước chúng ta. Và cái ngày đó là cái ngày thành công đích thực của chúng ta. Thành thử ra là anh chị em chúng ta hãy cố gắng vững tin điều đó. Nếu em nói đúng thì vào lòng dân Việt Nam thì còn đông nhiều người mến em.
Cảm ơn anh nói chính xác. Vì tối chủ nhật phải đi ngủ. Đúng rồi, anh chị em và các bạn, vậy nếu như vậy đó thì Kiều Ngọc sẽ hẹn tháng sau Kiều Ngọc sẽ làm vào tối thứ bảy, để mọi người xem cho nó thoải mái, rồi chủ nhật ít ra chúng ta còn có một ngày nghỉ. Vậy thôi Kiều Ngọc xin chờ Kiều Ngọc lên livestream lâu lắm rồi, hôm nay lần đầu tiên chú rất vui. Dạ, cháu cảm ơn chú. Dạ. Vậy thôi Kiều Ngọc xin chào tất cả các bạn nha. Để Kiều Ngọc suy nghĩ coi là một tháng sau livestream hay là hai tuần Kiều Ngọc sẽ làm một lần. Rồi xin mến chào tất cả các anh chị em. Chúc tất cả các anh chị em bên nửa vòng trái đất, nếu mà hiện giờ ở bên Mỹ hay là Âu Châu 6-7 giờ sáng, thì chúc tất cả một ngày mới chủ nhật bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và đối với lại tất cả các bạn chúng ta ở bên phía địa cầu này đó, thì chúc tất cả anh chị em và các bạn một đêm an bình. Và ngày mai sẽ là một ngày mới làm việc tốt đẹp. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em và các bạn, và sẽ hẹn tất cả anh chị em. Vũ nói 5 phút nữa đi mà hả? Đang bị cám dỗ lắm rồi đó, Vũ còn vô Vũ dụ thêm nữa. Mỗi tuần là một lần quá ít rồi. Cố gắng một tuần một lần nhé. Anh chị em, Vũ này nói 5 phút nữa không được. Thôi bây giờ phải dứt khoát nói 5 phút là 5 phút ạ. Không được. Bây giờ phải nghỉ thôi. Chú rất hâm mộ cháu. Cháu cảm ơn chú. Sẵn tất cả các anh chị em và các bạn ở đây đó, cho Kiều Ngọc quảng cáo tí xíu. Anh chị em và các bạn biết ra là mùng 6 tới mùng 8 tháng 7 đó, phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền có tổ chức một cái trại đông tại Brisbane, Queensland. Đây là một cái buổi cắm trại rất là đặc biệt. Tất cả anh chị em nếu mà ở Úc cố gắng đi tham dự, bởi vì nhân cái trại này chúng ta sẽ kết thân, chúng ta sẽ có đốt lửa trại, và chúng ta cái trại đông này chúng ta sẽ quy tụ tất cả những người trẻ đến với nhau mà có cùng chung một cái lý tưởng, chí hướng là đóng góp cho công cuộc dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thành thử ra là xin anh chị em và các bạn, nhất là các phụ huynh mà có con em trẻ, xin cố gắng theo dõi những cái Facebook của những cái trang post của Kiều Ngọc trên Facebook, và kêu gọi con cháu của mình cùng đi tham dự. Cảm ơn anh Thomas. Đúng rồi, Vũ cố gắng đi nha. Anh Trần Bình Yên. Anh Trần Bình Yên không biết có thù gì với Kiều Ngọc đó mà. Hello Lê Vũ. Dạ. Vậy thôi, Kiều Ngọc xin tạm biệt tất cả các anh chị em và các bạn nha. Kiều Ngọc sẽ hẹn tất cả anh chị em và các bạn vào dịp sau. Có gì thì Kiều Ngọc sẽ ráng thông báo trước đó vài hôm để cho anh chị em các bạn biết để theo dõi. Xin chào và tạm biệt tất cả anh chị em. Kiều Ngọc đi nha. Em chào anh Sơn, nhưng mà em đi nè. Em chào anh Hùng, em đi nghe. Đi thiệt nghe. Anh Trần Bình Yên hả? Thôi, anh là người như thế nào đi nữa cũng không sao, anh nói gì cũng được. Chuẩn bị tâm lý với bò đỏ. Đề tài làm sao giới trẻ tập hợp lại thành một tổ chức lành mạnh để hướng theo mục đích. Chú cũng lớn tuổi rồi nhưng thức khuya một buổi cũng tốt. From Brisbane. Cháu cảm ơn chú Hùng. Chú Hùng ráng đi cái trại đông của tụi cháu nha. Rồi, thôi Kiều Ngọc đi nha. Đi thiệt rồi nha. Bye bye Vũ nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Kiều Ngọc đi đây. Đáng lý ra Kiều Ngọc nói là nửa tiếng thôi. Từ nãy giờ nói nhiều quá rồi. Anh chị em biết là nói càng nhiều thì mình sẽ càng nói nhảm. Thôi Kiều Ngọc đi. Xin chào và tạm biệt tất cả anh chị em.